Những người nuôi mèo có thể nhận thấy rằng mèo của họ có một nỗi ám ảnh rõ ràng về giày. Mèo đánh hơi chúng, ngủ trên chúng và thậm chí cong chúng đi giấu. Vậy tại sao mèo lại thích ngủ trên giày đến vậy? Tại sao một số con mèo thậm chí di chuyển giày ra khỏi nhà của bạn và giấu chúng đi nơi khác? Vậy ngày hôm nay các bạn hãy cùng Day Space tìm hiểu về những lý do trên nhé! Giày có mùi quen thuộc. Đối với mèo, khứu giác có lẽ là giác quan quan trọng nhất trong 5 giác quan của chúng. Nó mạnh gấp 14 lần của một người và chúng có số lượng cụ thể khứu giác trong mô mũi nhiều gấp đôi so với con người. Mèo cũng có một cơ quan chuyên biệt nằm ở vòm miệng, được gọi là cơ quan tĩnh mạch chủ mà con người hoàn toàn thiếu. Cơ quan này cho phép mèo về cơ bản nếm mùi hương và lượng pheromone trong không khí, cung cấp cho chúng vô số thông tin về động vật và con người trong khu vực. Mèo vốn dĩ rất tò mò và sẽ tìm hiểu về mùi hương mới, nhưng cũng sẽ tìm kiếm mùi của những thứ quen thuộc với chúng và khiến chúng cảm thấy an toàn và thoải mái. Mèo tự tạo ra và tiết ra pheromone có mùi thơm độc đáo của riêng chúng trong các tuyến trên khắp cơ thể, bao gồm cả má của chúng. Khi mèo của bạn úp mặt vào bạn hoặc một vật thể nào đó, chúng đang để lại dấu ấn như một cách để nói: "Tôi đã từng ở đây, điều này thuộc về không gian của tôi và khiến tôi cảm thấy an toàn." Mèo sẽ bị thu hút bởi những thứ có mùi giống của chúng và thích những thứ chúng yêu. Ngủ trên đôi giày của bạn chỉ đơn giản là cách mèo nói rằng chúng cảm thấy thoải mái khi ở bên bạn, cảm thấy thoải mái khi có sự hiện diện của bạn và yêu bạn. Tuy nhiên, mèo có thể không chỉ ngủ trên giày hoặc cong chúng đi. Những đồ vật có mùi giống như bạn là quần áo, chăn màn có thể đem lại cảm giác thoải mái cho mèo trong những tình huống căng thẳng. Ngủ trên giày rất có thể là một phương pháp tự xoa dịu cho mèo khi bạn vắng trong ngày. Nó thậm chí có thể là lý do tại sao mèo của bạn không chỉ dừng lại ở việc ngủ trên chúng mà có thể di chuyển giày của bạn đến một vị trí khác. Mèo có thể mang giày của bạn đóng vai trò như một tấm chăn bảo vệ đến khu vực nghỉ ngơi bí mật của chúng, là một cách để giữ một phần của bạn ở gần. Mèo của bạn thậm chí có thể cắn giày hoặc tất của bạn. Điều này là do những con mèo được cai sữa quá sớm từ mẹ, chúng thường được phát triển khả năng cố định miệng và gặm hoặc bú những thứ có mùi giống chủ của chúng. Tất nhiên, bây giờ bạn có thể hiểu và thông cảm tại sao mèo lại thích nghịch tất và giày đến thế. Điều đó sẽ không khiến bạn cảm thấy khó chịu hoặc bực tức quá nhiều nữa. Phải liên tục tìm kiếm đôi giày của bạn vì mèo di chuyển khiến chúng có thể bị cũ đi khá nhanh. Tuy nhiên, cố gắng thuyết phục, hướng dẫn mèo để giày một chỗ thời gian đầu có thể là một cuộc chiến khó khăn. Cất giày vào tủ hoặc thùng nhựa kín có thể là một giải pháp nhanh chóng. Hãy nhớ rằng, mèo rất giỏi leo trèo, vì vậy, cất chúng lên kệ cao có thể không đủ khiến giày của bạn không thể lấy được. Nếu việc ngăn mèo tiếp cận với giày của bạn là không khả thi, bạn có thể chuyển hướng mèo sang một món đồ chơi khác, vẫn có mùi của bạn nhưng có thể không bị bạn bỏ qua nhiều. Một cái gì đó như một chiếc áo phông cũ hoặc tất sẽ là một sự thay thế tốt. Nếu bạn bắt gặp mèo đang cố gắng lấy trộm giày của bạn, hãy cố gắng tránh làm chúng giật mình bằng những hành động la hét hoặc hành động theo cách có vẻ hung dữ. Những hành động này sẽ chỉ khiến mèo giật mình. Ngay cả khi mèo của bạn đánh rơi chiếc giày trong tình trạng báo động, chúng có thể không hoàn toàn hiểu tại sao bạn lại khó chịu như vậy. Lần tới, khi bạn bắt gặp con mèo của mình đang ngủ quên trên đôi giày thể thao của bạn, hãy chụp một bức hình kỷ niệm lưu vào cho hậu thế. Cùng với đó, nên tặng chúng một chiếc chăn và tận hưởng sự thật rằng mèo vừa nói với bạn, chúng yêu bạn. Nếu bạn thích video này thì đừng quên like và subscribe kênh YouTube để chúng mình có thêm động lực ra những video bổ ích và thú vị hơn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.